Xin chào mọi người, tiếp tục đến với nội dung bộ phim Đấu Phá Thương Khung phần 5 tập 49. Sực Lão đã được Tiêu Viêm luyện chế đang dược đánh thức. Sau khi tỉnh dậy, người đầu tiên mà hắn ta nhìn thấy chính là Sực Lão. Hai thầy trò cùng nhau trò chuyện một lúc, chỉ cần nhìn thấy Lão Bình An tỉnh lại thì chút hao tổn này đối với hắn không là gì cả. Hắn cũng không quên cảm ơn Mỹ Đỗ Toa, vậy nhưng Mỹ Đỗ Toa dường như vẫn tức giận vì bàn nãy bị Sực Lão uy hiếp. Dù vậy thì nàng ta cũng không tính toán. Sực Lão cũng không ngờ Mỹ Đỗ Toa sau khi dung hợp với Thôn Thiên Mãng lại có tiến bộ lớn về thực lực tới như vậy. Lão bây giờ muốn thắng được nàng ta cũng không quá dễ. Tiêu Viêm trấn an, hắn và nàng đã có ước hẹn 1 năm, trong khoảng thời gian này đối phương sẽ không động thủ đâu. Sực Lão cũng không phục chiêu trò của hắn, nữ nhân lòng dạ độc ác như vậy mà cũng có thể hàng phục cờ đấy. Vậy nhưng lão vẫn nhắc nhở, hắn vẫn cần phải cẩn thận. Mỹ Đỗ Toa cao ngạo khó thuần, điều động thỏa đáng thì đương nhiên là trợ thủ tốt. Một khi không thành công thì người mà nàng ta nuốt chính là hắn. Lão định chơi bài truyền cho hắn mấy chiều thuốc, đến khi gạo nấu thành cơm rồi thì sẽ không sợ bị phản bội nữa. Vậy nhưng Tiêu Viêm lập tức cắt ngang. Trong thời gian 2 năm lão ngủ say, đâu biết chuyện đã xảy ra giữa hai người họ. Tiêu Viêm đã hứa sẽ không để lộ chuyện đó nên vội vã chuyển sang chủ đề khác. Thực lực của lão hiện tại chỉ coi như khôi phục một chút so với năm xưa mà thôi. Muốn khôi phục hoàn toàn thì phải giải quyết vấn đề thân thể trước. Biết tin hắn đã thu phục Vẫn Lạc Tâm Viêm nên Dược Lão cũng vô cùng vui mừng. Vậy nhưng sau khi nghe tin Hàn Phong đã bị giết chết thì lão lại lưỡng lự, bộ dạng trầm lặng một hồi lâu. Có vẻ như cái chết của Hàn Phong đã giải phóng sự khúc mắc trong lòng của Dược Lão. Chỉ có điều hôm đó lại có sự xuất hiện của cường giả hồn điện, đoạt đi linh hồn Hàn Phong. Dược Lão lập tức giật mình, lão suy đoán e là Hàn Phong rất có thể vẫn chưa thực sự đã chết. Hồn điện có thể giúp hắn ta phục sinh, vậy nhưng mà hắn đã chết một lần rồi, cũng không cần phải quá để ý. Điều khiến lão lo lắng vẫn là đám quái đàn hồn điện đó. Bây giờ bọn chúng đã biết linh hồn của Dược Lão nằm trên người Tiêu Viêm, cho nên bọn chúng sau này sẽ phái cường giả đến truy bắt hắn. Vậy nhưng Tiêu Viêm lại không sợ, đến thì đánh thôi, hơn nữa phụ thân hắn mất tích cũng có liên quan tới bọn chúng. Tên hồn sứ đang mang theo linh hồn Hàn Phong đi bộ, Hàn Phong cầu xin tha mạng, hắn có quen biết với mộ cốt lão nhân của hồn điện. Một cốt lão nhân chính là cường giả đấu tôn và là tôn gia của hồn điện. Với địa vị như vậy, tên hồn sứ không tin là Hàn Phong có thể quen biết. Hắn ta bắt đầu hấp thu linh hồn của Hàn Phong, Hàn Phong đành phải kể lại mọi chuyện. Lý do quen biết là vì nhiều năm trước, từng hợp tác với mộ cốt lão nhân nhằm sát hại Dược Lão, đồng thời trên người hắn còn có thứ mà mộ cốt lão nhân muốn. Chỉ cần đạt được thứ này thì ông ta nhất định sẽ trọng thưởng cho tên hồn sứ này. Hồn sứ nghe vậy liền buông tha cho Hàn Phong. Vậy nhưng hắn lại tỏ vẻ tức giận vì tên Hàn Phong này lại dám phản bội lại chính người thầy của mình. Đã dám phản bội cả thầy thì phản bội hắn cũng là việc bình thường. Cho nên hắn uy hiếp, nếu mà dám lừa gạt thì đừng trách. Nói rồi, hắn lập tức lôi linh hồn Hàn Phong rời đi. Dược Lão kiểm tra di hòa một phen. Với loại di hòa mới này lại thêm có linh lãnh hòa trên người lão nữa thì đã đủ để luyện chế thân thể rồi. Vậy nhưng, vật liệu để luyện chế thân thể là rất hiếm có cho nên chuyện này cũng không vội được. Tiêu Viêm vội hỏi thầm, do hắn cũng có chút thế lực ở Hắc Giác Vực, có lẽ có thể tìm được. Dược Lão cũng tiết lộ, không cần phải có quá nhiều dược liệu đâu, chỉ cần 3 loại mà thôi. Đầu tiên là sinh cốt dung huyết đan, loại đan dược cấp 7 đỉnh cao, thậm chí có thể liệt vào cấp 8. Thứ hai là tinh tủy huyết mạch của ma thú cấp 7. Đáng tiếc rằng muốn có được huyết mạch đó thì nhất định phải giết một con siêu cấp ma thú có cấp bậc ngang với đấu tông. Cuối cùng là một bộ hải cốt, trong một vài thế lực không kém có thể sẽ có. Vậy nhưng với thực lực đó, đều là thế hệ tổ tông rồi. Nếu hắn dám động đến thi cốt tổ tông nhà người ta thì e rằng sẽ dẫn cả nhà người ta tới liều mạng với hắn. Nghe được những loại dược liệu này, Tiêu Viêm cũng há miệng ngơ ngác. Những thứ mà lão nói đều là thiên tài địa bảo cực kỳ quý hiếm. Với khả năng của hắn bây giờ thì hoàn toàn không thể tìm được. Cho nên ban nãy, lão mới không muốn nói. Ai ngờ tiểu tử này cứ muốn biết. Vậy nhưng hắn có lòng như vậy thì lão cũng rất vui mừng. Hắn cũng hứa sẽ kiếm đủ 3 loại dược liệu đó. Cho tới khi luyện ra được thân thể thì thực lực Dược Lão sẽ mạnh hơn thời kỳ đỉnh cao. Dù lúc đến gia tộc của Huân Nhi cầu hồn thì bọn họ cũng phải nhìn thẳng mặt ông. Như vậy phải đạt tới cảnh giới đấu thánh thì mới khiến bọn họ tôn trọng. So với hiện tại thì cách biệt của hắn đến đấu thánh là quá lớn. Dược Lão trấn an, với thiên phú của hắn thì sớm muộn cũng có tư cách đứng một chỗ với Huân Nhi. Hơn nữa ở tuổi 20 đạt tới đấu vương, cho dù không phải là người duy nhất thì cũng đủ để xa hơn khối người rồi. Tiêu Viêm lấy ra đan dược và phương thuốc vệ sinh đan cho lão xem. Biết nhị ca của hắn đã phục dụng loại đan dược này, lão cũng bất ngờ và phẫn nộ. Vạn vật tương sinh tương khắc, có thuốc độc thì sẽ có thuốc giải. Tuy không có niềm tin hoàn toàn, vậy nhưng lão cũng có thể thử xem.
Đấy chỉ là lời mà lão nói để an ủi hắn thôi, sự thật thì lão cũng cảm thấy khó. Sự mất tích của Tiêu Viêm trong vài tháng gần đây khiến cho ba thế lực tại Phong Thành cũng nôn nóng. Họ suy đoán có lẽ Tiêu Viêm đã không còn ở Phong Thành nữa. Như vậy là tốt, nếu không phải Tiêu Môn đột nhiên nhảy ra một Tiêu Viêm thì Phong Thành sớm đã bị bọn chúng nắm trong tay rồi. Thế là bọn họ lập tức gây sức ép lên Tiêu Môn. Tiêu Viêm vẫn chưa biết chuyện này, hắn còn đang bận tâm tu luyện không phục thực lực. Không chỉ thương thế khỏi mà hắn cũng có tiến bộ cực kỳ lớn. Từ lúc rời khỏi Sa Mã Đế Quốc đến bây giờ đã trôi qua 3 năm rồi. Con số 3 năm đối với hắn có ý nghĩa rất lớn. 3 năm đầu bị sỉ nhục, phải đâm đầu vào tu luyện. Sau khi rửa sạch sỉ nhục, lại phải trốn chạy thêm 3 năm nữa. Giờ đã tới lúc để trở về rồi. Trở lại Tiêu Môn, Tiêu Lệ đang bận tiếp khách. Lần trước ba thế lực kia đồng ý đi tới Vân Lam Tông. Vậy nhưng, Vân Lam Tông lại có Đấu Tông. Nếu không có Tiêu Viêm cùng đi theo, bọn họ sẽ không đi theo. Giờ hắn đã mất tích 3 tháng rồi, bọn họ cho rằng Tiêu Môn đang muốn trêu đùa mình. Dưới sức ép, Tiêu Lệ cũng chỉ biết cố gắng giữ bình tĩnh và nén cơn giận lại. Tiêu Viêm vừa vặn quay về hóa giải mọi hiểm khích, đồng thời đưa ra ước hẹn trong 2 tháng sẽ khởi hành tiến về Sa Mã Đế Quốc. Sau khi xong việc, sẽ bàn giao phần thưởng đúng như ước định. Chuyện triệu tập nhân thủ được giao cho Tiêu Lệ, còn hắn thì cùng với Mỹ Đỡ Toa quay về Già Nam Học Viện. Lo sợ những lời bàn tán sẽ khiến Mỹ Đỡ Toa bị chọc giận, vậy nên hắn nhắc nhở mau di chuyển. Hai người đến gặp mặt Tô Thiên, nói cho lão biết ý định quay về Sa Mã Đế Quốc. Đồng thời nhờ và lão trong năm Tiêu Môn, Tô Thiên cũng không từ chối. Xem tới đây thì tập phim đã hết rồi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong các video tiếp theo.